Xin chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của tôi là Nguyễn Hùng Quang. Tôi hiện tại đang là người sáng lập ra công ty cổ phần bất động sản WeGroup. Công ty tôi là chuyên đầu tư và phát triển bất động sản. Và cái chủ đề ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn là đất nền BKMX Bình Phước và chúng ta có nên đầu tư vào đó với cái số vốn là 400 triệu hay không. Và cũng thật là tình cờ khi cách đây mấy ngày trước là tôi có một người chị cũng hỏi tôi là 300-400 triệu thì nên đầu tư vào đâu. Mình sẵn cái cơ hội này tôi chia sẻ luôn. Với 400 triệu thì các bạn làm gì? Có bạn thì đi mua vàng. Rồi có bạn thì đầu tư vào chứng khoán. Rồi có bạn thì đi gửi ngân hàng. Cái mua vàng là các bạn phải nắm giỏi về thị trường lắm đó. Biết cái biến động của nó này kia lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Và chứng khoán là cũng nó còn kinh khủng hơn nữa. Rồi gọi là chơi những đồng tiền ảo hoặc là gọi là forex á. Cái đó thì tôi biết cũng khá là lâu rồi, chắc cũng 5 năm hơn rồi. Nhưng mà tôi biết rằng là mình không có phù hợp nên là tôi không có đi vào đầu tư vào cái lĩnh vực đó. Và gửi ngân hàng lãi suất thì thấp đó, nhưng mà thật nếu mà tính ra, nếu mà dân kinh doanh tính ra thì cái tỷ lệ lạm phát của nó còn kinh khủng hơn là cái lãi suất mà mình nhận được. Nhưng mà đâu đó với những cái bạn mà không kinh doanh, không biết kinh doanh này kia, thì đó là một cái mà cũng khá là an toàn. Nhưng mà cái đó cho tới thời điểm hiện tại thì tôi tin rằng là nếu ai nói đó là an toàn thì cũng phải nên suy nghĩ lại. Có rất là nhiều tài khoản ngân hàng hiện tại là nó bốc hơi quá trời luôn, đâu có biết được, không có lường trước được. Và cái mà tôi khuyên các bạn nên đầu tư là gì? Là bất động sản. Đấy. Và đầu tư bất động sản thì nó có thắng, gọi là thắng 100% không? Cái này là thắng hay thua là quan trọng của các bạn. Các bạn phải đầu tư vào cái kiến thức, đầu tư vào cái kinh nghiệm, chứ đừng nói là có tiền là đi đầu tư là thắng. Không phải vậy đâu. Tôi thưa với các bạn là rất là nhiều những ông chủ, những tập đoàn lớn, có hàng núi tiền kìa mà cũng phải chết. Các bạn biết là Mai Linh, Thuận Thảo ở ngồi Phú Yên á, hình như là Thuận Thảo đầu tư vào cái quy mô như vậy mà cũng phải chết đó các bạn. Mai Linh là đang kinh doanh xe taxi, và nó là thành công đó, nhưng mà vào bất động sản cấm luôn, quẹo một phát cắm đầu. Và Grab, Uber nó vào nữa, nên là bây giờ phải nói là điêu đứng. Nên là chưa hẳn có tiền là đầu tư được đâu các bạn. Đấy. Nhưng mà không có tiền thì lấy gì để đầu tư? Không có tiền thì nó sẽ có những cái cách. Nếu mà tiền quá ít đi thì các bạn là không đầu tư được. Nhưng mà các bạn có thể là gọi là huy động hoặc là hùng hạp với những người bạn, gia đình của mình để đầu tư. Đấy. Rồi phải làm, phải tích cốt, tích chữ để mà có tiền đầu tư. Rồi với 400 triệu thì chúng ta đầu tư vào đâu được? Với 400 triệu mà bây giờ nói mà ai đó mà nói ở Sài Gòn mà có đất 400 triệu thì không có. Tôi đảm bảo với các bạn luôn là không có. Long An thì bây giờ là cũng khá là cao đó, Long An cao. Thực sự là 400 triệu thì đi những cái vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh thì có để đầu tư đó. Nhưng mà tôi am hiểu cái thị trường nào nhất và tôi đầu tư vào thị trường nào, tôi bỏ trứng vào đâu
thì tôi mới dám khuyên các bạn. Hiện tại tôi đang bỏ trứng vào ở Chân Thành, Bình Phước, ngay bên cạnh khu công nghiệp Bicamex Bình Phước và ở trong nữa. Thì cái chỗ nào tôi làm và tôi làm được thì tôi mới dám chia sẻ cho các bạn. Không chém gió. 400 triệu nếu mà nó có hai cái đất, cái hình thức đất để các bạn đầu tư. Thứ nhất là các bạn mua cái kiểu mà 5x40, 5x45, trong đó có 100 mét thổ cư và một loại là 1000 mét. Không biết là đợt này là còn sản phẩm cũng còn sau cái đợt này có lẽ là 400 là cũng hơi khan hiếm rồi đó, tại vì cái quỹ đất bây giờ nó cũng khan hiếm các bạn. Có rất là nhiều người nói với tôi là đất bây giờ, đất Bình Phước thiếu gì nhiều, thiếu gì, nhưng mà thực tế không phải. Tôi ví dụ đất không chỉ là ở Bình Phước đâu, không chỉ ở Chân Thành đâu, mà đất cả Việt Nam mình luôn, hoặc là thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ví dụ như là mình đi đường hoặc là người dân cứ thấy là đất bây giờ, ví dụ như tôi nói là lòng bàn tay là gọi là 10 mét đi, nó đất còn nhiều lắm. Nhưng mà không phải, đất này á là đất quy hoạch cây xanh, đất này là đất công viên, đất này là đất trường học, đất này là đất tôn giáo, đất này là rừng dự trữ, ví dụ vậy, đất này là đất quốc phòng, rồi đất này là những ông lớn, rồi đất này là đất khu công nghiệp, rồi đất trồng cây lâu năm, rồi đâu đó nó chỉ có cái đất ở nó chỉ ít lắm mà không nhiều như các bạn nghĩ đâu. Đấy, các bạn nghĩ nó nhiều là do các bạn không biết thôi, chứ thực sự nó không có nhiều như các bạn nghĩ. Có hai phân khúc đất như vậy để các bạn đầu tư. Tôi thì thực sự là tôi là ham đất nhiều, nó thẳng là như vậy. Tôi thì hay đầu tư vào ngàn mét, và khách hàng của tôi là ở Sài Gòn, Bình Dương, họ cũng đầu tư thích đầu tư vào ngàn mét, tại vì ở Sài Gòn là nó quá nhỏ đi, có 3-4 mét à, ngang có 10 mấy mét, 20 mét, nó quá nhỏ đi, thì họ về đó họ thích cái đất lớn, mua đó để dành đó, mất đi đâu mà sợ. Đó là cái tư duy của họ. Các bạn thấy chưa? Và mua cái đó thì cũng dễ mua đi bán lại hơn. Mà vì sao tôi lại khuyên các bạn đầu tư đó mà không phải là đầu tư ở đâu khác? Tôi liệt kê ra vài cái chi tiết như thế này. Thứ nhất, tôi hiện tại đang là nhà đầu tư và cũng là nhà phát triển ở đó. Rất là vui và rất là may mắn là chúng tôi, những người anh em ấy, đã gọi là đầu tư mua đất ra của người dân rồi phân ra. Và cái vui là chúng tôi mua được đất rẻ nên là chúng tôi bán cái giá thành nó cũng rẻ so với thị trường. Đó là cái niềm vui rất là lớn. Từ đó thì những nhà đầu tư mà họ đầu tư với chúng tôi thì họ cái tỷ lệ sinh lời nó sẽ cao hơn. Tôi dám cam kết là nó như vậy. Tại vì chúng tôi làm được thì chúng tôi dám cam kết là nó như vậy. Còn nếu mà đi lấy đất của ABC nào đó bán lại thì tôi không bao giờ dám nói như vậy các bạn ha. Ok. Cái tiếp theo là hiện tại Chân Thành, tại vì cái khu công nghiệp Bicamex này á là nó nằm nhiều khu nhưng mà nó tập trung chủ yếu là ở Chân Thành, rồi những cái xã lân cận nó cũng là thuộc Chân Thành, và nó đang hiện tại của nó đang là thị trấn. Và nếu mà các bạn tham khảo những cái thông tin những báo chí đang đưa là cái chính quyền cơ quan chức năng họ đang tạo một cái điều kiện để nhà đầu tư ấy vào để mà xây dựng cái Chân Thành, đặc biệt là các bạn về đấy thấy cái mật độ xây dựng của người dân rất là cao, cũng như là đường xá, cơ sở hạ tầng họ làm đang mỗi ngày càng đồng bộ,
để mà họ đưa cái chân thành lên là thành thị xã. Đó là một cái thêm một cái lợi thế để các bạn đầu tư. Khi các bạn mua đất, nó đã rẻ rồi, rồi được tạo điều kiện nữa, từ thị trấn mà nó lên thị xã thì các bạn biết là đất nó sẽ nhảy lên một nhịp, thậm chí là hai ba nhịp, nó sẽ cao, nó sẽ phát triển lên cho các bạn, nó sẽ tăng cái giá lên cho các bạn. Và cái tiếp theo là ngay chỗ chân thành đó, nó có một cái quỹ đất của thằng Vingroup gọi là Vincom á, trước sau gì. Có những cái thông tin là nó đã sai rồi, nhưng mà có một cái là tôi cũng bật mí luôn, là cái cơ sở hạ tầng rồi cái mật độ dân số cũng như là cái thu nhập của người dân ở đó nó chưa đạt được, nên là nó chưa sai thôi. Đấy, nhưng mà chắc chắn luôn nó là cái cơ hội để các bạn đầu tư. Nếu mà nó sai rồi thì giá nó cao rồi, các bạn lấy tiền đâu mà đầu tư, ok chưa? Đấy, bây giờ là nó chưa sai, giá nó còn thấp, đầu tư vào đi. 400 triệu bỏ ngân hàng một tháng, một năm lãi có nhiêu đâu, bỏ vào đất đi, hãy tin tôi đi, ok? Rồi, cái cơ sở hạ, cái hệ thống giao thông của nó hiện tại là nó có một cái đường quốc lộ 13 này, và chạy thẳng về Trân Thành, còn về Đồng Xoài thì nó có cái tuyến đường khác ha, quốc lộ 13 chạy cũng rất là gọi là bon bon luôn, chạy rất là ok ấy. Nhưng mà bên cạnh đó thì chủ trương là đang xin trung ương, đang xin thủ tướng tướng chính phủ ấy, là để làm hai cái công trình giao thông rất là lớn, đó là gì, đó là đường cao tốc. Nó nối từ thành phố Hồ Chí Minh về, đi ngang qua Bình Dương rồi đó ấy. Đi rồi về tới Trân Thành là khoảng 69 km. Lúc mà có cái cao tốc như vậy, trèo lên cao tốc một phát thôi, chạy tốc độ của tôi cho bình quân khoảng 80 thôi, không có bố con nào cản đường hết, chạy rất là nhanh, chạy 80 thôi. Nếu mà 80 đâu đó cũng chưa tới một tiếng là tới rồi, tôi nói 80 thôi nha, chứ chưa nói tới 100, 120. Ok, rồi có cũng đang xin, đang tiến hành để mà được xây dựng cái đường xe lửa với vận tốc 120 km trên giờ, nó nhanh đâu đó cũng phải gấp đôi cái tàu Thống Nhất bây giờ. Và nó chạy về tới cái cửa khẩu Hoa Lư. Cái cửa khẩu Hoa Lư này là nó kết nối các nước châu Âu với Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Trân Thành, đấy, đó, rồi Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đó là cái, nói chung là nó có những cái cú hích rất là lớn, rồi có rất là nhiều những ông lớn bất động sản ông về đó, ông làm những cái dự án bất động sản ở đó. Thì chần chừ gì nữa mà các bạn không đầu tư vào 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 đó, với 400 triệu, nếu các bạn quan tâm, đấy, thì các bạn hãy liên hệ với cái hotline của công ty chúng tôi ở phía dưới. Muốn mua đâu cũng được, tôi sẵn sàng. Thực sự là khi gọi thì các bạn sẽ gặp được cái bộ phận tư vấn của chúng tôi. Tại vì thực sự là công việc của tôi nó khá là nhiều, tôi không trực tiếp tư vấn được. Nhưng mà các em nó cũng nắm được rất là kỹ. Phải nói là thậm còn giỏi hơn tôi nữa, nên là các bạn cứ yên tâm. Ok, nếu video này nó bổ ích cho các bạn thì tôi hy vọng là các bạn hãy bấm nút đăng ký và chia sẻ cái video này đến thật nhiều người ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.